một cái lót cho đây là đơn khách hàng này, em có nhờ nhân viên đóng gói luôn nhé để gửi cho chị khách ạ. 5 hộp tinh chất collagen C1 này, trắng da mờ nám này, ngăn ngừa tất cả những cái dấu hiệu lão hóa trên da nhé, giúp làm mờ này, mịn nếp nhăn hình thành này, bổ sung 70-75% thành phần vi chất collagen trên da này, giúp cho làn da sáng mịn nhé, mờ thâm mụn này, mờ sạm nám tàn nhang này, và sạm xỉn màu da nhé. Đồng thời là mũi, ví dụ như có mụn đầu đen này, hoặc là lỗ chân lông ở mũi to thô này, thì các chị em sử dụng tinh chất Tena C1 này, này giúp cải thiện lỗ lang chân lông này, cùng với làn da rất là mềm mịn thích ạ. Và 3 cân sữa cha New Mưu Cây của Nga này nhé. Các chị em có các cháu nhỏ từ độ tuổi 2 tuổi trở lên này, anh chị em thanh niên và ông bà bố mẹ 70-80 tuổi đều uống và sử dụng được hết nhé. Đây, nhân viên nhà em đóng gói và chị giao hàng cũng đang đợi ở kia rồi. Thank you.